thời Xuân Vinh, bắn súng Việt Nam trở lại mặt đất. 5 năm trước khi Hoàng Xuân Vinh giành một huy chương vàng, một huy chương bạc tại Olympic Rio năm 2016, nhiều chuyên gia thể thao đã nhận định rằng điều này không có nghĩa là đến Olympic tiếp theo, thể thao Việt Nam sẽ lặp lại thành tích trên. Và thực tế là chúng ta đã trắng tay tại Olympic Tokyo 2020. Nguyên nhân được cho là sự phát triển thiếu bền vững của thể thao thành tích cao Việt Nam liên quan tới nguồn lực đầu tư và cả yếu tố con người. 5 năm sau, tấm vé mời dự Olympic Tokyo 2020 đến với bắn súng Việt Nam chỉ hơn một tháng trước khi khai mạc. Tấm vé được trao cho Hoàng Xuân Vinh, người trước đó đã không tập luyện ở cường độ cao nhất. Rõ ràng, ngoài việc Hoàng Xuân Vinh không duy trì được phong độ đỉnh cao, bắn súng Việt Nam cũng không còn phương án thay thế sáng giá nào ngoài chính Xuân Vinh. Và kết quả đã phản ánh đúng thực tế, tương tự như ở ASEAN 2018, hay liên tiếp ở hai kỳ SEA Games 29 và 30, Hoàng Xuân Vinh đã không vượt qua được áp lực tại đấu trường lớn Tokyo để phải sớm trở thành cựu vô địch ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của Thế vận hội, với xếp hạng thứ 22 trong tổng số 36 vận động viên thi đấu vòng loại. 5 năm sau khoảnh khắc lịch sử ở Rio de Janeiro, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sớm nói lời chia tay Thế vận hội và chắc chắn sẽ giã từ luôn sự nghiệp thi đấu quốc tế trong một ngày không xa. Thực tế, đã nhiều lần Hoàng Xuân Vinh đề cập tới cơ hội dành cho các xạ thủ trẻ và bản thân anh luôn khắc khoải tìm kiếm người thay thế trong tương lai khi mà bắn súng Việt Nam chưa sẵn sàng để đào tạo thế hệ kế cận xứng đáng. Rõ ràng, thể thao Việt Nam chưa có một nghiên cứu chiến lược bài bản, cụ thể nhất là chiến lược Olympic. Khi thể thao Việt Nam lần đầu có huy chương vàng tại Olympic, tất cả chờ đợi nhà quản lý sẽ có sự đầu tư mạnh hơn vào trang thiết bị, cơ sở vật chất với kỳ vọng xây dựng thêm nhiều trường bắn cho môn bắn súng sau năm 2016. Thế rồi đến lúc này, trường bắn kỳ vọng đó vẫn chỉ là một ước mơ. Theo những diễn biến mới nhất, phụ trách môn bắn súng của Tổng cục Thể dục Thể thao, bà Vũ Anh Đào xác nhận, từ ngày 21 tháng 9 trở đi, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn lên đội tuyển với vai trò là huấn luyện viên thuộc thành phần ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn có thể thi đấu, bởi khi có đối trọng là vận động viên chuyên môn tốt thì các vận động viên trẻ sẽ nỗ lực hơn. Qua tìm hiểu, đội tuyển bắn súng quốc gia đã lên danh sách 10 người, trong đó có 2 xạ thủ của tổ súng ngắn, 2 của tổ bắn nhanh và số còn lại thuộc các nội dung khác. Đây là thành phần nòng cốt được trau dồi dồn sức tập luyện, thi đấu quốc tế nhằm thay thế đàn anh, giành kết quả ở những đấu trường quốc tế trong tương lai. Và vừa rồi là những tin tức của nền tảng thể thao của webthethao.vn. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải tạm thời chia tay nhau rồi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.